Nhưng mà các bạn để ý á, là mình làm nhiều clip về những cái lens hãng khác, như kể cả chính clip trước mình làm về lens Sigma cho full frame hoặc những thiết bị cho full frame, không ai ý kiến gì cả. Nhưng mà cứ làm về thiết bị về Sony chắc chắn sẽ có lửa. Mình mới nhận ra là chẳng lẽ là cộng đồng Sony kiểu như là cộng đồng Sony kiểu như luôn hiếu chiến vậy sao? Mình chụp full frame một thời gian qua thì mình cũng cảm thấy đôi khi cũng nhớ tiếng màn chụp của Sony ha. Nhưng mà dạo này mình ít cái job liên quan tới chụp bằng Sony quá, toàn quay Sony không à. Và thật ra thì nếu những job nào đi với team mình á, thì toàn bộ là quay và chụp bằng full frame hết, nên ít thời gian với Sony hơn. Hơi nhớ chút xíu rồi ha. Nhưng mà sắp tới đây hình như là cuối tháng này có một job mình sẽ sử dụng Sony á. Thôi, lạc đề chút xíu rồi. Đi vào vấn đề chính của nội dung hôm nay nha. Hôm nay có một nội dung hôm nay có chúng ta sẽ có một nội dung khá là hay để bàn luận. Bởi vì bắt đầu từ cái clip gần nhất của mình, lúc mà mình làm clip để nói về tiêu cự lens zoom và lens fix, kiểu như là bạn nói là mọi con lens sẽ có một phục vụ mục đích nhu cầu khác nhau á. Và bạn đang ví dụ minh họa là con Sigma 1850 cũng như là con Sony 2470 ha. Thì có một bạn này comment vô về một cái phát biểu của mình. Phát biểu của mình nói rằng á là thật ra mình nói tới hai ý chính ha. Cái ý chính của việc nghịch lý á, nghịch lý đây là các bạn sử dụng mirrorless thường hay là xài những con máy mà không gương lật mà thay lens được á, những máy mà lens rời á, nhưng mà mua về lại cố tình kiếm một con lens nào đó đa dụng để gắn chết trên máy để hạn chế việc thay lens quá nhiều, đó là nghịch lý. Và mình bổ sung thêm một vấn đề nữa là mình thấy rằng hầu hết các bạn mới chơi hay bị một cái lỗi á là sử dụng lens zoom lúc nào cũng chỉ có xài hai tiêu cự thôi, hoặc á là để tiêu cự 18 này, hoặc á là zoom max lên tới tiêu cự 50, đâu rồi quên, là Sigma đã zoom ở đây, lúc nào có zoom lên 50 hoặc là dùng 18, có nghĩa là chỉ sử dụng tận dụng được có hai tiêu cự đầu và cuối thôi. Đó là cái lỗi mà những người mới thường hay mắc phải. Đúng rồi, nội dung nghe rất là bình thường đúng không, cũng không có gì gọi là công kích ai hay là khiến ai khó chịu cả. Nhưng không, có một bạn comment thắc mắc hỏi là kiểu như tại sao bảo rằng là người mới chỉ sử dụng có hai tiêu cự, vậy lần đầu nghe đến nghịch lý đó. Và bạn này vô tình lại chính là admin của một group Sony Alpha. Các bạn nào mà chơi Sony thì thường hay vô group đó nha, tại vì group đó cũng lớn. Và mình nhận ra được, trời, comment kiểu như rất là cháy nha, nguyên một loạt comment rồi rất là kiểu như là khi các bạn này á, bạn đó comment bảo là lần đầu nghe đến nghịch lý của người mới chỉ sử dụng hai tiêu cự đầu và cuối của lens zoom. Đúng rồi, mình đang nói là những lỗi mà người mới thường hay mắc phải á. Thì mình cũng trả lời rất là bình thường thôi. Nhưng mà điều đó đã vô tình khiến bạn đó có hơi cay chút xíu. Và bạn đó đăng vào group nhằm để kéo thêm cho người mới, kéo thêm những người để đồng ý kiến của bạn đó đó. Nhưng mà có vẻ như là phần comment không hoàn toàn đi theo ý kiến của bạn đó cho lắm. Tại vì chính trong comment của bạn đó, chính trong bài đăng của bạn đó đăng lên á, thì cũng rất nhiều comment cũng thừa nhận được là xài tiêu cự 24-70 của vặn 24 hoặc vặn 70 để chụp, để quay. Cái này á, nó tùy thuộc vào thứ nhất nè, là có những bạn mới chơi á, chỉ thói quen là sử dụng có hai tiêu cự thôi, cứ dặn hết cỡ để quay và chụp, quên mất rằng mình có thể linh hoạt sử dụng những tiêu cự khác. Đó là một cách để mình nhắc nhở ha. Và có những bạn á, thì sử dụng lâu năm rồi và nhận ra rằng tiêu cự đầu và cuối của một con lens gọi là nét nhất, rộng nhất để tận dụng cái tiêu cự rộng nhất ha, và zoom hết cỡ để được xóa phông nhiều nhất, đó là theo thói quen của họ. Nhưng mà bạn đó lại nói, bạn ấy lại kiểu như là kiểu kiểu như là bạn ấy cảm thấy hơi hơi cảm thấy trigger một chút xíu á. Nhưng mà phần comment á lại là cái điều khiến mình chú ý ha. Và phần comment có nhiều comment khá là hay ho để mình có thể trả lời trong clip này, cũng như là có thêm bài học cho bạn đó, các bạn comment đó cũng như là những người xem kênh này ha. Khá là vui á, cũng như có nhiều comment chê cũng như là chửi về những cái clip cũ của mình á, nhiều lắm. Chúng ta cùng đi qua một loạt và trả lời luôn ha. Sorry, giọng của mình hôm nay có hơi khác á, là do cái chuyến đi quay MV ở Đà Lạt vừa rồi á. Từ Đà Lạt về Sài Gòn trong đêm mà đua quá hay sao á, mà giờ mình bị sốt với khan tiếng luôn rồi, nên giọng nó hơi khác chút xíu. Nghĩa là bài đăng của các bạn admin đó đó sẽ, hoặc ra admin nữa chỉ là moderator thôi, sẽ đưa mang đến nhiều ý kiến trái chiều trong phần bình luận. Có bạn thì đồng tình ý kiến là tiêu cự thì dặn zoom thoải mái, đó là hiển nhiên rồi, khi bạn đã quen với một con lens zoom rồi á, bạn sẽ zoom với những tiêu cự bạn canh thấy phù hợp, đó là cái lợi thế của lens zoom. Và mình cũng đang nhắc nhở những cái bạn mới chơi á, thì hãy để chuyện đó, đừng chỉ nghĩ rằng chỉ xài được hai tiêu cự đầu và đuôi của một con lens zoom, mà hãy biết bằng tinh chỉnh gọi là đa dụng hơn tí xíu, tận dụng lens zoom cái lợi thế của nó mà. Đó là những comment mà
Nói ra ha, còn có những comment á bảo là chỉ có xài tiêu cự cuối thôi, ví dụ 7200 thì vặn 70 hoặc 200, 2470 thì vặn 24 và sử dụng tiêu cự 70 thôi. Những comment đó mình sẽ để cho này ha. Bên cạnh đó, những cái comment khiến mình thấy thú vị á là những comment về nói về kênh của mình. Có nghĩa là những bạn comment này, những mình coi clip này á là thường đã từng coi qua clip nào đó trong quá khứ của mình rồi. Và các bạn biết sao không? Mình nhận ra một điểm thế này nè. Đó giờ những cái clip mà mình gọi là nhiều nhiều cái nảy lửa nhất á là những clip mình làm về lens Sony. Từ con Tamron 20-40 dành cho Sony nè, lens 28-70 của Sigma dành cho Sony nè, cũng như là lens 24-70 F4 Kodak dành cho Sony. Một loạt comment trên những cái clip đó toàn những comment rất là cay cú rồi chửi rồi chê rất là nhiều thứ ha. Trong khi mình đang chia sẻ lý do tại sao mà con lens này nó không ngon ở chỗ nào, nó bị tối góc, bị mất chi tiết vùng tối, bị lỗi ra sao, xong mình bán đi, mình đẩy đi. Đó, mình đứng từ góc độ làm nghề nha, chứ không phải là kiểu mà kiểu mua con lens về để sử dụng đơn giản cá nhân gia đình đó thì nó dễ dàng rồi. Đây từ góc độ làm nghề, và con lens không đáp ứng được nhu cầu của mình, không thể đạt được kỳ vọng của mình để đưa khách sản phẩm cho khách hàng á, thì phải đẩy con lens đó đi. Đúng rồi, thì mục đích của mình là vậy thôi nha. Nhưng mà các bạn để ý á, là mình làm nhiều clip về những cái lens hãng khác, như kể cả chính cái clip trước mình làm về lens Sigma cho full frame hoặc những thiết bị cho full frame, không ai ý kiến gì cả. Nhưng mà cứ làm về thiết bị về Sony chắc chắn sẽ có lửa. Mình mới nhận ra là chẳng lẽ là cộng đồng Sony kiểu như luôn hiếu chiến vậy sao? Chẳng phải chúng ta là những cộng đồng mà chơi game đi, chơi ảnh, sorry nói nhầm nha, chúng ta là những người mà cộng đồng chơi ảnh thì phải phát triển cái cộng đồng lên, kiểu như là nói chuyện bằng ảnh, nói chuyện bằng trình độ, chứ không phải là kiểu như là miệt thị gì cả, đúng không? Chứ đừng có đặt nặng về thiết bị quá nữa. Hãy nói chuyện bằng ảnh á, tại vì phần lớn mình thấy comment mình mà kiểu tiêu cực chửi về kênh mình á, mình click vô profile xem hình đâu có gì ngon đâu. Rồi, ok, có bạn này comment cũng vui lắm nè. Bạn Nguyễn Ngọc Sơn comment là xem nhiều video của các YouTuber và mình cũng đang định làm kênh, rút ra kinh nghiệm là rất nhiều ông cố tình bôi cho dài hoặc bịa ra mấy câu như kiểu có những bạn nghĩ rằng nhiều bạn hỏi mình kỳ thực làm gì có ai. Và bạn đó được chính founder của 50mm trả lời luôn. Cứ làm thử, có người xem đi, có người hỏi là thiệt. Thì tại vì những cái nội dung làm trên kênh của mình á, mình thường hay lấy nội dung và idea từ chính những comment câu hỏi của các bạn mà. Mình biết là thế nào cũng có những người suy nghĩ như vậy á, nên những cái bài nào mình làm ra, những cái clip mình làm ra, mình thường hay để thêm cái chụp lại cái comment của những bạn hỏi á. Đó, biết sẽ tương lai sẽ có những người nói như vậy nè, nói là mình tự bịa ra hết những câu hỏi, thực ra không ai hỏi hết. Còn việc mà mình bảo là mình thấy những người mới chơi á chỉ có bị mắc cái lỗi là chỉ biết đến tiêu cự đầu và đuôi á, thì đó là những gì mình quan sát được từ chính trong team mình, cũng như là những bạn mà mình tiếp xúc được, giao lưu được không ngoài việc chụp hình với các bạn mới chơi, mới làm quen con máy á, kể cả từ những con kit 1650 của Sony bạn chẳng hạn, đúng không? Đó. Đâu rồi? À, đây rồi. Bạn Kim Trọng này có mình là thằng này review ức ơ lắm, anh xem một vài kênh của nó chán chả thèm xem hết. Ok, kênh của mình chắc cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Rồi bạn này kêu là, bạn Vũ Đăng Hải của mình là bữa search review mấy con 2870, 2875 này nọ ra cu này, vô channel thấy toàn clip hỏi tại, là tại sao pass con này con kia từ 2.8 về lại 4 chán không tả được. Cái đây là vấn đề rất là lớn với những anh em mà làm nghề kiểu còn mới á, thì thường hay đặt nặng là cứ phải khẩu lớn, cứ phải mát khẩu, chụp lúc nào cũng phải mát khẩu hết, thành ra là cứ thần thánh hóa việc mát khẩu á. Không phải cứ 2.8 là nó gọi là hoàn hảo hơn, tuyệt đỉnh hơn so với F4, mà nó phải tùy thuộc vào nhu cầu nữa. Giống như là hai con lens 2.8 mà mình đã xài á, nó không ngon các bạn, nó thật sự không ngon. Một con thì méo rất là nhiều, một con thì thiếu tiêu cự 24, một con thì mất chi tiết vùng tối, nó rất là tệ. Dẫn đến là mình phải chọn một lựa chọn an toàn. Ở đây chính là Sony 2470 F4. Và tại vì mình chụp flash, chụp nhiều người, thì chụp nhiều người mình khép khẩu 5.6 thì mình đâu có lý gì phải cần tới 2.8, đúng không? Nó dựa vào kinh nghiệm làm việc thực tế và nó có phù hợp với nhu cầu của mình không. Và mình đảm bảo rằng những cái clip đó mình review rất là công minh. Kiểu như là có điểm nào khen thì mình khen, điểm nào chê thì mình chê, và mình luôn nói rằng là mình chê nó vì nó không phù hợp nhu cầu với mình. Cũng như là gặp vấn đề gì đó mà không đáp ứng được với lại tiêu chuẩn của mình khi ra sản phẩm khách hàng thì mình chê. Như vậy thôi. Chứ mà kiểu nếu bạn thần thánh hóa thiết bị quá thì bạn sẽ thấy những cái việc mà ai đó chê một sản phẩm bạn thần thánh nó rất là khó chịu. Mình hiểu cảm giác đó mà.
bảo là à, bạn thấy công này, các bảo nè, review chơi không làm nghề, nhiều cái người ta không biết đâu thầy. Hôm bữa có ông Tây bảo lên 1.2 mua vậy chứ chụp 5-6 thì phí lên. Nghe nó là đúng tay long quá nên cũng không buồn cãi. Giống như mình nói các bạn, bạn sử dụng lens á phải dựa vào cái mục đích và nhu cầu của bạn nữa. Vì mà bạn mua một lens 1.2 về á, thì lens những cái lens khẩu lớn như vậy, đắt tiền như vậy á, thì chất lượng kính của nó rất là ngon. Nên bạn thấy những cái lens khẩu lớn rất là to đúng không? Thì việc bạn chụp ở những cái khẩu 5.6 á, sẽ chất lượng ảnh rất là nét và ngon. Ngon rất là nhiều so với những con lens rẻ hơn cùng giá, cùng rẻ hơn mà bạn cùng cái khẩu 5.6 đó. Và cái này phụ thuộc vào nhu cầu nha. Ví dụ bạn xài con lens khẩu 1.2 đó mà kêu bạn chụp 6-7 người, chẳng lẽ bạn để khẩu 1.2 mà chụp luôn đúng không? Thì bởi vậy khi mà bạn phải lựa lens á, nó phải lựa theo nhu cầu của mình, chứ không phải thần thánh con lens là cứ 1.2, 2.8 là bạn phải mở mát khẩu, cũng như lens cũng vậy. Không thể nào cứ đẩy hết tiêu cự cả. Xem tiếp comment nào. Bạn Việt Nguyễn thì bảo là xem thằng upper này làm gì. Ok, làm nội dung của mình đâu phải cho tất cả mọi người đâu. Bạn này cũng hay, nói chuyện cũng hay nè. Y Chi Phạm bảo là mình cứ vặn đến khi nào mà vừa mắc bố cục vừa đẹp ở quốc thôi. Từ thời comeback với Sir Milex cũng thế, chả quan tâm tiêu cự đang dùng là gì. Đúng rồi, quanh canh theo bố cục của mình để chọn cái tiêu cự phù hợp. Bạn Lâm Tùng thì bảo là thường hay dùng cái tiêu cự 24, 35, 50, 70. Tại vì thường rất là nhiều người kiểu cố định theo tiêu cự đã quen với góc nhìn đó rồi, nên cả cái lens zoom cũng dặn những tiêu cự giống như là những lens fix. Đó là tư duy của những bạn mà quen xài lens fix rồi, rất là phổ biến luôn. Bạn Nguyễn Hàng Vũ kêu ngáo luôn nè. Còn bạn Tương Phạm thì bảo là thì cũng được mà, nó muốn làm gì thì làm. Nếu lên rộng thì có thể dùng tiêu cự mid nữa, với 24-35 chụp một phát 50 nữa. Nếu 24-70 thì chỉ cần 24-70 thôi. Hợp lý. Có nhiều người thì OCD nên lens thắt số nào vặn đến đúng số đó mới giờ lên chụp, chứ không có vặn cái số lẻ lẻ như là 24.5, 26.5 gì hết. Cũng nhiều người như vậy lắm. Rồi bạn Trần Công Danh này có comment là cái thằng này có nhiều clip buồn cười lắm. Clip của mình mà mang đến tiếng cười cho bạn là thành công rồi đó. Ngoài kia mà toàn mấy cái buồn bã stress không à, mà coi clip của mình mà các bạn cảm thấy vui được là thấy có giá trị hẳn luôn á. Bạn Quang Tùng comment là sai rồi, ta dùng 70 là chính. Ờ đúng rồi, ok. Bạn Hồng Bùi này bảo là bạn review có phần đúng mà. Anh không tin làm cái vô tỷ lệ đi nói lên tất cả. Đây là một trong những comment mà mình thấy là khiến cho cái thống kê, khiến cho cái góc nhìn của cái bạn mod đó có vẻ như là đã chưa có tiếp cận nhiều với nhiều bạn khác nhau á. Khác với mình tiếp cận rất là nhiều bạn mới chơi, tư vấn, hướng dẫn chi tiết từ online đến ra gặp cà phê luôn rất là nhiều rồi. Nên mình hiểu được là mình thấy thống kê những người mà mình mới chơi hay bị cái vụ mà vặn hết tiêu cự của lens chứ không biết rằng lens có thể kiểu như đa dụng á, cứ quên chuyện đó đi. Thành ra là nhiều khi những tấm hình nó chụp ra nó bị quá rộng hoặc là bị quá zoom vô không cần thiết, trong khi chúng ta chỉ cần vừa để lấy được đúng bố cục, lấy được đúng người thôi. Ok, tóm tắt như vậy đó, đang bệnh quá trời luôn rồi, nhưng mà thấy bạn bè gửi mình cái bài đăng này tưởng là có phốt hay gì chứ, nhưng mà thật ra thì không sao hết, chuyện này cũng quen rồi, đó là một phần của việc mà làm những nội dung chia sẻ nè. Hồi ban đầu mình cũng ngại kênh mình quá viral, quá phát triển á, tại mình sợ là mình sẽ tốn thời gian để đi mà xem những cái nội dung mà người ta không hài lòng, không gửi về mình á. Nhưng mà giả sử như là những nội dung mình nói sai á, người ta đính chính, người ta đăng lên, người ta chửi á, ok, mình đúng ha. Vấn đề là tiêu chuẩn của họ chưa đạt đến level để thấy được cái tổng quát hơn á. Mình đâu có gì sai đâu, người sai là ở họ mà. Có thể sau này họ sẽ xem là chính những gì họ nghĩ á, sẽ nó khác. Ở đầu cũng nghĩ vậy lắm vậy. Ok, nội dung clip hôm nay tới đây thôi, chứ không lý do gì để toxic kéo dài hơn đúng không? Kênh của mình mà, mình đăng nội dung gì cũng được mà đúng không? Không thể nào vừa lòng hết tất cả mọi người được.